Hát trên quê hương đặc biệt được tài trợ bởi IHL Young Healthy Lush, một thương hiệu mỹ phẩm chất lượng của Hằng Lê, Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, Kèm Nghĩa, Tập đoàn Phú Cường, Wellwitch. Ông ơi! Ơi! Nắng ơi! Mần cái gì ở đằng sau hả? Lên phủ tôi dọn dẹp nhà cửa đi Tết nhất tới nơi rồi làm cái gì rú rú ở đằng sau nhà vậy không biết nữa à. Thì cũng đang lỡ dở tay đây nè. Lẹ lẹ ra phủ tôi cái coi. Bà làm ở nhà trước thì tôi cũng phải tôi tranh thủ tôi làm ở nhà sau chứ. Ở nhà sau ông Mận gì dưới? À, đang tắm cho mấy con heo nè. Tắm có mấy con heo mà cả buổi trời chưa xong là sao? Tắm mấy con heo thì đâu có lâu. Bị gì tắm chung với nó mới lâu. Cái gì? Ông tắm chung với tụi heo hả? Cũng bà không á, nuôi chi cho nó lớn, nó bự quá trời. Con nào nãy giờ nó cao ngang ngửa tôi. Lấy nước xịt trong cái nước văng ngược lại, dội dội lại cái ướt hết trơn. Sẵn tắm chung luôn cho nó có tình cảm. Ê ê ê ê ê. Dạ. Ấy bước lên đây. Dạ bước lên đây. Ấy quay một vòng coi. Quay một vòng. Gì vậy mình? Ở nhà coi như là dọn dẹp trong nhà. Dạ. Ai mượn mặc áo bông hoa vậy? Dạ em mượn từ gần Tết em mập bông hoa cho nó đẹp. Chứ không phải bà mặc áo bông hoa vô để cho ông bướm nó bay ngang nó vờn nó vô nó hút mật hả? Dạ nói chuyện không nên nết. Tôi cũng cầu cho có ông có bướm nào lại hút mật tôi. Chứ mấy chục năm nay tôi ở chung với con đuông dừa mệt. Sắp hồi xuân rồi hay sao? Hôm nay là thấy người lúc nào cũng vui vẻ, thấy cười mình hoài. Đã vậy đi ngang thẩm mỹ viện Hiệp Lợi hoài. Cứ ngó ngó đi ngang ngó trọng hoài. Ấy chà. Xin lỗi nha. Mà ghen làm cái gì, biết tôi đi ngang thẩm mỹ viện chi không? Gì? Tôi hỏi thăm có cách nào kéo dò ông lên không? Giận nữa. Thôi vuốt giận nè. Hỏi thăm cái, hồi sớm giờ có phụ vợ đi cắt lá chuối giùm chưa? Rồi cắt sai rồi. Gì là làm đó liền. Trời cắt giời. Cho bà là 20 cái lá chuối để sao ra nhà đó. Gì có 20 lá vậy? Cho bà kêu cắt 20 tôi lá. Tôi dặn là 20 kg lá. Trời đất ơi. Cắt lá chuối về gói bánh tét. Bà cắt 20 kg mà để tôi lên bà lăn luôn còn được. Bà gói được tôi luôn á. Tôi gói ông được tôi cũng gói rồi nè. Nè tôi nói cho ông nghe, 20 tàu lá chuối á là tôi gói cho phần tôi với ông thôi. Còn 20 kg lá chuối là tôi gói cho phần con phần cháu mình. Để Tết này nó về nó có cái ăn chứ đúng không? Rồi thôi thương con cháu. Đi cắt 20 tàu. Nói vậy là tôi đi liền. 20 kg luôn nghe không? Rồi 20 kg chắc ra cạp hết cái vườn chuối người ta. Lèm bèm biết vậy đó. Không biết phụ vợ. Chị hai. Vẫn yêu một người. Chờ đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Anh bay. Chị hai. Bảy hàng sớm mà. Bận gì mà xuân tới nôn nao lắm hay sao vô đây xà lía vậy? Đâu có đâu. Qua đây tặng quà cho chị hai. Ủa vậy hả quý? Dạ. Đây dạ. Có mấy cây kìm nghĩa qua dạ. Tặng cho chị hai để dành cắt móng tay móng chân hen. Tết rồi cắt móng tay móng chân cho đẹp hen. Dễ sợ, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi đây còn nữa, còn nữa. Cái gì nữa đây? Đây nữa nè, quà Tết hen. Lấy Thảo với tôi. Trời ơi, sao không để con cháu anh dùng để đem qua đây nhiều dữ vậy? Trời ơi, khỏi lo. Ở nhà tôi con cháu nó đem về nhiều lắm, dạ, xài có hết. Qua lấy Thảo giùm tôi hen. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Nó nghe. Dạ. Có rảnh không? Dạ rảnh chứ. Đi du lịch với tôi hen. Dễ sợ ông này. Thôi anh về rủ con cháu anh đi rủ tôi đi làm chi. Trời ơi nhắc tới con cháu tôi cũng ói máu vậy. Sao vậy? Năm nào cũng về thăm tôi hết. Tôi nói đừng có về, để tôi năm nay tôi được thoải mái tôi đi du lịch đi. Không chịu, cứ đòi về hoài á. Tôi nói nghe nè, tôi hôm nay tôi muốn đi du lịch với người lạ. Người lạ ơi, đi du lịch với tôi nha. Sợ hoài anh. Anh muốn đi du lịch ở đâu? Trời ơi lâu quá rồi tôi nói không có đi biển. Năm nay định lên Đà Lạt tắm biển chơi. Chị sao vậy? Ủa anh, ở ngoài Đà Lạt làm gì vậy? Có biển hết trơn. Ê chơi, dạ. Đi du lịch chơi tôi đi. Thôi anh ơi. Trời ơi, rủ đi du lịch chơi thôi mà. Đâu du lịch rồi. Chơi đó tôi đi người lạ. Ai?
Chết rồi, bị bụi bụi hả? Cái gì bay vô bắt tôi chị Hai ơi. Bụi xin lỗi anh. Để tôi vô tôi lấy miếng nước cho anh nhắm mắt lên nha. Không được được chứ, chị Hai ơi, chị đi tôi đuôi mắt tôi đó, lâu quá là đuôi mắt tôi đó. Cho tôi mượn cái bờ vai đi. Cái áo tôi chùi bụi. Bà cho chồng sớm nhìn vô kỳ lắm. Trời ơi không có sao đâu mà cho tôi mượn cái bờ vai đi. Ông canh tôi không có nhà, ông qua ông vớt vợ tôi hả? Nói gì? Nói bậy vậy? Con bước vô. Ông con bước vô. Sao hả? Tưởng tôi sợ hả? Tôi sợ hả? Vô. Vô, con bước vô. Con bước vô. Tôi chưa thấy ai như ông chồng của tôi. Hai lần thua một lần thắng, không tranh thủ tát nó cái bóp đi lên. Thắng mà sao tôi cũng bị quýnh vậy? Sao cái gì vậy? Hai ông làm gì không quýnh nhau mà đi quýnh tù tì là sao? Hả? Thấy không? Ông mới vô có chút xíu gia đình tôi xào xáo thôi không bảy. Bây giờ ông tặng quà tôi cảm ơn. Còn muốn đi du lịch gì đó thì kêu người khác đi giùm tôi đi nha. Cảm ơn anh. Không đi du lịch thì thôi. Ta có lòng tốt qua rủ đi du lịch cũng đi thôi. Ê, mà cũng vui quá qua đây tát được bà. Qua rủ hàng xóm, rủ người lạ đi du lịch chơi. Ê người la ơi, hãy đi du lịch cùng tôi, tiền bạc tôi trả, la 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 la. Bà bảy, thiệt tình á. Đồ Hà Bá. Tôi người quen chứ không có người lạ đâu mà thủ với tôi. Hết hồn. Nè, con bảy gì chứ mà ông sung sướng vậy chưa? Đó, năm nào con cháu ông cũng tề tụ vậy hết trơn á. Đến nỗi năm nay á, ông phải đuổi mấy đứa con ông đi á. Để cho ông nói là ông để tự do ông đi chơi mình ổng. Còn con cháu mình không biết chừng nào nó tề tụ nó về nữa. Đánh trống lãng đi. Chưa có hết giận đâu đó. Thôi mà. Nghĩ sao vậy? Để qua đây cho mượn bờ vai hả? Thôi. Khổ ghê nơi, bây giờ mình tính chuyện nhà mình đây nè. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Tôi nuôi con heo á từ đỏ hỏn. Tôi định là 3 tháng sau rồi tôi quay nó tôi đãi mấy đứa con mình. Vậy mà nuôi 3 năm nó đẻ 30 lứa rồi không đứa nào về ăn làm sao? Thôi bà phải thông cảm chứ bây giờ. Thằng Út nó đi du học xa rồi, đúng không? Rồi. Không nói. Vợ chồng thằng hai, thằng ba rồi nó ở Sài Gòn. Đúng rồi. Mà nó không về thăm. Không về. Thôi bà gửi heo lên mà cho nó luôn đi. Mỗi cặp thì cho nó 2 con. Còn 10 mấy 20 con gửi qua nước ngoài cho ông Út. Ông gửi bằng cách nào? Tôi tính vậy nha. Nếu như mà tụi nhỏ nó bận bịu nó về không được thì mình bây giờ mình mần đồ ăn mình xách lên cho nó, được không? Mình thăm nó luôn. Tuyệt đối là không. Nghĩ sao vậy? Từ đó tới giờ chỉ có là con cái đi thăm cha mẹ. Làm gì có cái chuyện ngược ngạo cha mẹ phải đi thăm con cái. Thôi phá lệ bữa đi mà. Bà đừng có giùm mình nói cái chuyện đó với tôi. Thôi vuốt giận nè. Bực bội. Cái gì vậy? Thôi vuốt giận nha. Vuốt cái gì? Địa chỉ tụi nó nè. Chờ chút nha. Trời ơi, lâu quá vậy. Từ từ. Để bà coi tôi tay xách hết mang một đống đồ sao đi nhanh được. Trời, cái gì cũng phải từ từ chứ mình. Ngồi nghỉ ngơi đi nha. Tôi đem đồ đạc vô trong nhà á. Rồi á, tôi cất xong rồi tôi nấu cơm, nấu nước nha. Ngồi nghỉ ngơi đi nha. Nè. Yeah. Nhớ mở giùm bài nhạc để cho mẹ con tôi nghe nha. Rồi, có nhạc luôn. Hey. Cô ơi, cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe nói trời ơi. Cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng buồn câu hồ lý cây bông. Anh ông nha, câu hồ lý cây bông. Anh
thờ cho một con gái đang trải khắp mình sông. Anh chỉ sống với mấy triệu không có đất mình không. Đừng nào em còn trên đất thì em cứ ở mãi bên sông. Mày làm gì vậy? Trời ơi, tôi sợ mình nhảy nhiều quá phọt con ra sao? Trời ơi, con mình làm những cái gì mà dễ phọt lắm vậy? Trời ơi, bà có bầu bà ngồi yên chỗ giùm tôi đi. Tôi có nhảy nhót nữa. Trời ơi, thôi Hoàng nha. Ngồi yên chỗ đi nha, tôi vô nấu cơm đó. Nhiều chuyện quá. Nhảy nhót tối ngày hả? Ê, tao nói rồi nha. Tao không có về quê nha. Trời ơi, tao nói mày mà sao mày lì quá vậy? Mày mới lì á. Mày không nghe lời tao đi. Mày nghe người ta nói không? Quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái từng ngày. Mày về quê đi, tao dắt mày đi lượm mấy trái cốc. Mày bị khùng hả mày? Tự nhiên á mày gì leo cây khế lượm mấy trái cốc làm gì? Hả? Tao nói mày sao mày lì vậy? Mày có giờ mày có về không? Tao về không? Về quê mày đi. Mày muốn sao? Hả? Giờ mày muốn sao? Tao nói mày về quê là mày phải về quê, mày hiểu không? Tao sợ mày hả? Mày phải về quê mày biết quê hương là sao, hiểu không? Bây giờ mày không về. Dạ chào má. Trời ơi, sao tự nhiên hai đứa nói xưng nhau là mày tao vậy? Ở trong nhà là phải xưng với nhau là anh với em, biết chưa? Ủa rồi nào anh nào em á? Thì nào ra trước đó mà anh. Ủa vậy nào ra trước? Hồi đó cái má đẻ hai đứa ra, rồi mệt quá ngủ quên luôn, rồi tỉnh dậy cái bác sĩ cháu qua cháu lại, rồi cuối cùng đâu biết nào anh nào em đâu. Trời. Nhưng mà nha, má hạnh diện một điều á là má có hai đứa nè, cái nào cũng đẹp trai hết trơn á, rồi đặc biệt nha, giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Tao nước mưa mày nước mắm, tao nước chấm mày nước đường, tao nước tương mày nước suối, tao nước suối mày nước lọc. Má chúng độc vô nước biển. Trời ơi, ở nhà có hai đứa à, tối ngày cãi lộn sùm nhất cái đầu. Tại mày á. Tại mày á. Thôi bây giờ nè, đừng có cãi lộn nữa, nói chuyện theo kiểu anh em nè. Mày về quê đi, rồi tao đi dắt mày đi chèo mấy cây mía. Tao chặt cây mía mày luôn. Chặt cây mía thì trồng cái mít. Tao chặt luôn cây mít mày luôn. Chặt cây mít thì tao trồng cái xúc xích. Mày khùng hả? Cây xúc xích ăn với trồng với mày. Thì tao ra tiệm tao mua cho mày. Mua để đâu? Mua để em nhà. Tao đốt nhà mày luôn. Đốt nhà tao, tao xây nhà lá. Đốt nhà lá mày luôn. Đốt nhà lá thì tao xây nhà tường. Đập luôn nhà tường mày luôn. Đập nhà tường thì thôi nha. Tao bực bội mày rồi nha. Mày lộn xộn là tao xúc mày luôn đó. Mày nhắm mày xúc lại tao không? Tao không làm anh em mày nữa. Tao không đổi nói với mày luôn. Tao cũng không thèm nói với mày luôn. Tao không mặc áo với mày luôn. Tao cũng không mặc áo với mày luôn. Tao không mặc quần với mày luôn. Mày ngon mày cởi ra coi. Tao có khùng. Tao không xài bóp với mày luôn. Tao cũng không thèm xài bóp với mày luôn. Tao lộn cái bóp mày luôn. Vậy là tao mất cái bóp luôn. Ê, trả cái bóp cho tao mày. Ê. Ây da, mấy hôm nay chắc trời nắng quá, tụi nhỏ nó bị cái gì hay sao bà? Tự nhiên bây giờ đi làm cực khổ biết bao nhiêu, mình nuôi biết bao nhiêu bầy heo mới kiếm được tiền xây căn nhà. Tiền nó xây nhà lầu xong cái nó đập cái nó mua nhà lá. Nó đốt nhà lá nó xây nhà lầu. Xong nó đập nhà lầu ra ở trọ. Nó giàu quá mà. Nó giàu ngang bất động sản Phú Cường mà. Muốn giới thiệu nó ra đó mua nhà đi. Trời ơi, rồi muốn đập muốn làm gì đó làm. Vô tám chai nước biển quá. Rồi mà ra vẫn còn cãi lộn. Hai đứa lại đây ngồi lại má biểu nè. Ngồi xuống. Nè má nhắc lại lần cuối nha. Đứa nào mà nói chuyện mày tao là má tát gãy răng nghe chưa. Ờ tao à. Hổn. Tao dám nói chuyện với má vậy hả? Trời đất ơi. Gì con? Ủa má. Má. Ủa ba má lên hồi nào vậy? Tại sao không kêu vợ chồng con ra đón? Nhận ra ba má rồi hả? Ê mình nhớ cho ba má mình. Tự nhiên ba má mặc đồ của hai đứa. Nó đứa nói vậy tầm con tuổi nó hai đứa nói nè. Tao thèm mặt lắm hen. Đứng đây tụi nó cãi lộn mà tự nhiên tụi nó trồng vô người y như cây phơi đồ vậy đó. Trời ơi xin lỗi ba má. Nhà cửa cũng khang trang á, đẹp đẽ đó. Mà sao chồng mày đâu rồi? Kêu nó ra nói là ba má lên thăm cho nó bất ngờ. Dạ nhớ nó bất ngờ. Tôi với bà bịt mặt lại chờ nó ra. Mình ơi. Ôi. Ủa má, mày làm gì vậy bà? Mày thấy không? Mày thấy má mày bị liệu không? Ở dưới quê lên chơi mày lấy cái mày bắt bá lau nhà mày coi được hả? Dạ con sợ hỏi ba má. Con mở nhạc nghe sung quá con biết ba má lên. Đây nè. Sợ ba má. Vợ chồng tụi con sống hả? Sống cái kiểu gì vậy hả? Dạ dạ. Ai dạy cho cái cách sống gì lạ vậy hả? Dạ dạ. Như vậy rồi mấy mốt con cái nó học theo rồi sao? Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Dạ nó đó. Nó rồi nha. Kêu nó vô đây. Tao bực bội rồi đó.
bà, ông bà sẽ lì xì cho mày. Tào lao. Ôi, ông bà lên rồi. Trời, ông bà nội. Chào, 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 ông bà nội. Ông bà nội lâu ngày khỏe không? Ừ, khỏe. Ông bà nội đương nhiên là khỏe mới lên. Dạ, khỏe rồi đi về quê đi. Cái gì vậy? Trời, cái thằng này hổng. Tự do ông bà nội mới lên cái đuổi về quê. Không phải, con không có hổn. Mà con nói là ông bà nội đi về quê đi. Để nhà con có cớ đi về quê. Chứ con thích đi về quê lắm. Mấy năm rồi không có được về quê. Mẹ ơi, thôi lỡ ông bà nội lên đây rồi. Đây nè, có quà quê cho mấy đứa luôn đi. Ừ, đã bà. Ý có bánh nè. Quê là hay đòi ăn bánh. Ý, bánh ú. Ú, bánh tét. À, cái bánh là bự hơn bánh mày. Không cho mày ăn luôn. Tao đâu có thèm bánh tét, tao thèm bánh ú mà. Ơi, đừng có giành lộn nha. Đây, đưa tao ăn thử coi. Bà má ơi. Hả? Bà má ơi, tụi nhỏ có bánh chắc hai vợ chồng con cũng có tao bánh hả bà má? Dạ. Cha lấy cho nó hai cái bánh xe kìa bà. Dạ. Không có vui. Bà má giỡn thôi. Dạ. Thật ra là không có mua cho con. Không có vui. Bà má giỡn thôi. Dạ. Thật ra là cả giỏ lẹ. Để chưa con biết là dễ cho má quên con. Cậu bự quá. Té ra cũng ông bà liền. Có thịt heo kho đó hả bà? Lắm, làm đồ ăn ở dưới mang lên cho tụi con. Chị vô chổng hâm đồ ăn nấu cơm để ba má ăn nha, nhanh lên nha. Ba má đang ăn cơm với con. Không. Ba má đưa đồ ăn xong rồi tranh thủ về liền để hông một hơi nữa. Trời mà sụp tối cái là về không kịp á. Ủa không được, ba má lên đây ở chơi với con vài ngày sao về liền vậy? Má nói cho bay nghe nè. Dạ? Đi trời tối á là đi về không có được. Thấy không? Nhất là cái đường đê vô trong nhà mình nó trơn trợt lắm. Dạ. Nói hả không khéo coi chừng ổng té giống như bữa hổm nữa đó bay. Cái gì? Ba bữa hổm ba té ba. Có sao không ba? Tay chân của ba có sao không? Bình thường đi vô nhà toilet tắm rồi bị mấy con heo nó gạt chân vậy thôi. Trời ơi, ba ơi, cẩn thận chút xíu đi ba. Con tin hả? Con tin con heo nào dám gạt chân ổng hả? Dạ. Ta nói á, đang đêm mon men ra ngoài sàn nước rong riêu á, trời, một cái ẹn cũng may á mà té bông gân thôi chứ không có là gãy xương. Nếu mà gãy xương bây giờ không biết ra viện chưa nữa đó con. Bà nói tôi ha. Gì? Bây giờ tố cáo lẫn nhau không? Gì? Bà nói tôi, bà cũng phải coi lại bà sức khỏe bà làm sao. Tôi sao hả? Đứng lên ngồi xuống cũng có được như tao hay là bất tiện rồi. Nhưng mà nhớ tụi con. Dạ. Ép ba phải đi lên đi thăm cho bằng được. Năm nào cũng đòi. Năm nay mới ráng dắt bà đi đó. Nè nha, ông đừng có vu oan giá họa cho tôi nha. Tôi đòi đi lên là ông cũng có đồng ý tôi mới lên với ông chứ bộ. Ê nè, con đừng có nghe ổng. Con nghe má nè. Con biết sao không? Tại vì á, hồi mấy năm trước á, mấy đứa con nói về mà không về, thành ra nấu đồ ăn ê hề có ai ăn đâu. Đó, xong rồi cái má mới bàn với ổng là bây giờ á, mình chơi cái trò này là đòn quyết định nhất cử lẫn tiện. Cái thứ nhất là mình lên mình thăm con cháu mình. Cái thứ hai, nó không về nhà ăn thì mình ginh đồ ăn mình lên cho nó, vừa thăm nó vừa cho nó có đồ ăn. Có phải nhất cử lưỡng tiện không? Dạ. Con xin lỗi má, con xin lỗi ba. Bởi vì ba má cho đem quà bánh lên đây cho con. Không sao. Ba má đừng có giận con nha. Không tại sao vì công việc mấy năm nay con nó bận quá, với lại vợ con đang có bầu nữa. Con hứa năm sau con về với ba má nha. Không cần thiết. Nghe ba nói công việc là trên hết. Dạ. Không sao á, lên đây á thấy nhà cửa tụi con khang trang vậy, mừng trong lòng, mừng muốn khóc luôn á, mà không biết nói thì sao hết. Dạ. Nhiều đó là ba má vui lắm rồi. Dạ. Thôi tranh thủ đi về không? Đi về. Để trễ là chết à. Người lạ ơi, dìu tôi lên cái nào. Má sao không? Không sao đâu con. Thấy không? Mà xương cốt vàng vậy đó. Cái lưng nó hơi đơ. Mà không sao đâu. Nè, cầm phủ tôi. Đi. Nè con, má nói cho con nghe nè. Dạ. Bây giờ á, tụi con bận mần ăn á, thì cứ ở trên đây mần ăn. Ba má về dưới ăn Tết một mình cũng có sao đâu. Dạ. Ha, chừng nào rảnh thì về. Rồi năm sau nữa, nếu như mà ba má khỏe, ba má sẽ lên đây thăm tụi con tiếp. Dạ. Còn không á thì không có nói trước được ha. Nói thiệt, không biết năm sau còn đủ sức khỏe lên thăm tụi con không. Thôi đừng nói gì ba má. Được lúc nào hay lúc đó ha. Ở đây ăn Tết vui vẻ đầm ấm với vợ con nha. Đi về không? Má. Đi về. Lo bây giờ hả? Dặn làm sao? Hả hả? Không bao giờ nghe lời tôi hết mấy bì à. Cái gì? Sao vậy? Cái gì tôi không nghe lời ông cái gì đâu. Để nói vậy con cái nó lo rồi sao? Chết rồi tôi lỡ bị. Sao đi về hả? Đi về lẽ trễ giờ. Đi về ăn mặc phong phanh vậy hả? Chứ sao? Cái khăn tôi mua làm sao? Hả? Tại sao không bao giờ lấy ra xài? Quên. Lớn tuổi rồi bị ho lắm. Tối nào cũng vậy. Tối nào cũng ho gần chết. Cảm ơn quan tâm tôi. Tôi á là không phải là lo lắng gì nhiều cho bà đâu. Đừng có hiểu lầm. Sao vậy? Tối bà ngủ bà ho quá tôi đâu có ngủ được.
đó. Nói người ta vậy không à. Còn ông sao ông không lo cho ông đi. Đó. Tôi có gì đâu. Cái nón ông đâu. Nhớ đem theo mà không bao giờ đổi. Tôi nói rồi, có cái nón là che nắng che mưa thấy không. Đó, rồi nếu mà đi tối là tránh cái mù sương, để nó nhiễm lạnh, rồi nó lạnh cái mỏ ác, nó bệnh rồi sao. Nhớ chưa con? Con nhớ. Xin lỗi tôi quên. Nhớ con quá. Mở miệng ra lúc nào cũng con. Tôi nhớ rồi đó. Tôi đưa cho thằng hai, thằng ba, thằng tư nó đi học, rồi lúc nào cũng đội nón và ăn giò nó kỹ. Giờ tôi nó lớn hết trơn trời. Quên. Thôi về. Đi về. Ở đây ngoài. Khóc thì dặn sao. Không bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Đi về. Đi về. Đi về. Ba. Má. Út. Ba. Ba. Út ơi. Mày đâu nào vậy? Phải Út của má hả? Sao không nói ba má đi đâu? Con ơi. Mà má. Mà sao kỳ cục ra sao cho? Con nói với má là con học 3-4-5 năm con mới về. Sao tự nhiên mới qua mấy tháng rồi con về? Trời ơi con ơi, không lẽ con bị trường đuổi học hả con? Dạ không có má. Má yên tâm đi má. Tại vì Tết ở bên nước ngoài buồn lắm. Con thu xếp bên nước ngoài chuyện học hành rồi con về đây con thăm ba má. Mẹ ơi giỏi ghê chưa. Tốt ở nước ngoài rồi thu xếp về năm vợ chồng mình. Con muốn tạo bất ngờ cho ba má. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Đi về quê. Nhưng mà cũng chính vì vậy á, con mới biết được lòng dạ của anh chị. Thôi con. Anh chị tệ lắm. Một năm có một mùa Tết thôi mà anh chị bắt ba má từ lặn lội từ dưới quê lên đây thăm anh chị. Anh chị không lặn lội về quê thăm ba má. Thôi con. Anh chị đối xử với ba má vậy đó, rồi sau này con cái của anh chị nó cũng sẽ đối xử với anh chị như vậy. Lời ba mẹ thôi, đứa nào nó có lòng thì nó về, còn có thì thôi, không sao hết, hiểu không? Dạ, tôi nói vậy thôi. Anh chị muốn về thì về, không về tôi dẫn ba má về. Anh về ba má. Chuột, chú đứng ra. Chú nói gì vậy? Chú mới chửi tôi hả chú? Thôi con. Ba má để con nói chuyện. Chú là em của tôi đó nghe chú. Anh em đừng sao. Để sao? Con nói chuyện. Chú á, trong nhà này chú là người học nhiều nhất. Chú phải chịu trách nhiệm những cái lời nói của chú đó nghe. Thôi mà. Chú công nhận với chú á, chú chửi tôi đúng thiệt. Tôi sai. Xin lỗi chú Út. Chú Út chửi tôi đúng đó. Tại tôi ít học tôi biết nói chuyện sao. Tôi nói chuyện ngang ngang chị quen rồi. Vợ con mà cự con lý dị vợ con luôn. Trời ơi. Mình ơi ra đây. Để con. Ra đây lẹ lên. Bầu bì đi lẹ lên. Từ từ. Bầu bì với cái gì lớn lao sao nó, đi chậm vậy. Nó bầu mày bắt nó đi sao mà nhanh được. Để con ba dạ, vợ con để con dạy. Năm nay tôi về quê tôi ăn Tết với bà má. Bà không về thì kệ bà. Bà cự tôi lý dị bà luôn. Thôi. Mình cái gì mà mình. Mà mình làm gì vợ. Tôi căng đó thì sao. Trời tôi tính xin mình cho tôi theo với mà. Xin gì mà xin. Bụng bầu gì vậy gì vậy. Ở đây đi. Trời ơi bầu vậy mà khỏe lắm nha. Khỏe cái gì. Không tin đúng không. Tôi nhảy cho mình coi nha. Thôi. Khỏe cái gì vậy. Ừ rồi. Ba má. Cho con xin lỗi ba má. Tại vì con biết lỗi của con rồi. Để con kêu tụi nhỏ ra ha. Mấy đứa ơi, đi ra đây về quê ăn Tết với ông bà nè. Ý được chuyện quê rồi kìa, được chuyện quê rồi. Trời ơi. Ý, chú Út dạ, đi Mỹ. Chú Út đi Mỹ về nè. Mọi người khoan vui vẻ, hãy để cho nhân vật chính lên tiếng. Sao vậy má? Tụi tôi già cả rồi. Tụi tôi đâu có phải sống mà phải làm theo ý anh chị. Tụi tôi lên tới đây rồi bây giờ anh chị kêu tôi về ăn Tết với anh chị hả? Xin lỗi nha, tụi tôi quyết định tụi tôi không về. Sao vậy ba má? Má ơi, ba má giận cho con hả? Công sức tôi lên tới Sài Gòn rồi. Tại sao nó không nghĩ là nó lôi gia đình thằng 2, thằng 3, thằng 4 nó gom hết về một chỗ. Xong rồi cái cả gia đình mình sẽ cùng ăn một cái Tết ở Sài Gòn. Đó là Tết sum vầy. Đúng vậy. Yeah. Má khoan. Dạ. Nói nãy giờ quên. Con có quà tặng ba má nè. Cái vậy? Có quà nữa chưa? Quà gì vậy con? Mình không? Đây. Đây là dược phẩm Wellwish Sugar Control. Nè. Nó kiểm soát đường huyết trong cơ thể của mình. Đó, con tặng ba má nè. Trời ơi, thằng trời ơi. Ghê rồi, ghê ra đường nha. Có cái loại nào mà kiểm tra cái độ mà coi như là con trai nó đừng có bám bu được không? Má mày một hả? Cái ông này thiệt là dở dở mà. Thôi được rồi, cảm ơn con lo xin sức khỏe ba má nha. Dạ. Còn bây giờ á, đứng xếp hàng tề tổ cho tụi tôi lấy xe. Trời ơi, nhớ vô. Ở đây qua đây. Xếp hàng đàng hoàng, xếp hàng rồi mới có. Dạ.
Bé à. Dạ, chúc ba nhiều sức khỏe. Đây, chúc dạ, con ba nhiều sức khỏe. Của con, nhà hai đứa luôn. Chúc ba má nhiều sức khỏe. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Yeah. Cùng đoàn đón kết tóc nâng dày đôi gia đình ơi. Để đêm vàng, đêm nhà nhà, cái tay vàng, cái đôi hôn thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, được con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc mừng người sẽ gặp lành, Tết sang được nhiều năm hơn Tết nay. Tết đến đông đủ cùng hấp bên bếp hồng, và lời đón chữ xanh chờ xuân đang sang. Cây nghe nở đời, khắp phố phường người đi hái đồng.